Chào bạn, hôm nay mình lại giới thiệu cho bạn một cái ghế của IKEA có tên là Columbus. Cái ghế này được bán với giá khoảng 60 đô. Và cái này mình mua ở IKEA Thái Lan về. Thì cái bề mặt này nó được làm bằng vải polycot với cả kết hợp với veneer. Còn cái chân này nó dùng làm bằng chân sắt được sơn tĩnh điện. Cái ghế này có thể xoay vòng và tăng giảm chiều cao. Nhìn nó khá là đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn coi nhé. Đây là có cái biểu tượng ghi không được dùng dao để dọc cái băng keo này ra. Có thể dùng dao khi dọc quá tay ở trong sẽ bị chảy gỗ. Do vậy mình dùng một cây viết. Đây là tờ giấy hướng dẫn cách lắp ráp cái ghế này. Thank you.